Giá vàng hôm nay 11 tháng 3 trên thị trường quốc tế tăng vọt trở lại khi mà đồng đô la Mỹ giảm và Mỹ ghi nhận kỷ lục tồi tệ nhất trong vòng 40 năm qua. Kết thúc phiên giao dịch mùng 10 tháng 3 thì giá vàng 4 số 9 trong nước được SJC và tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào bán ra như sau: SJC Hà Nội 67,80 triệu đồng một lượng mua vào, 69,62 triệu đồng một lượng bán ra; SJC Thành phố Hồ Chí Minh 67,00 triệu đồng một lượng mua vào và 70,00 triệu đồng một lượng bán ra; Doji Hà Nội là 67 triệu đồng một lượng mua vào và 70 triệu đồng một lượng bán ra; Doji Thành phố Hồ Chí Minh là 68 triệu đồng một lượng mua vào và 70,5 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng là 2.001 đô la Mỹ một ounce. Vàng giao tháng 4 trên sàn COMEX New York ở mức 2.002 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng thế giới đêm mùng 10 tháng 3 cao hơn khoảng 5,6%, tức là 106 đô la Mỹ một ounce so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá đô la Mỹ ngân hàng có giá 56,7 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,8 triệu đồng một lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên giờ chiều ngày mùng 10 tháng 3. Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt trở lại khi mà đồng đô la Mỹ giảm và Mỹ ghi nhận kỷ lục tệ nhất trong 40 năm qua. Bộ Lao động Mỹ vừa cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước này tăng vọt lên mức 7,9% trong tháng 2 vừa qua, mức cao nhất trong 40 năm do giá cả hàng hóa tăng sau cuộc tấn công của Nga và Ukraine vào cuối tháng trước.